Lucky Diamond Rick, còn được gọi là Gregory Paul McLaren, là một nghệ sĩ biểu diễn sinh ra ở New Zealand, người giữ kỷ lục Guinness thế giới là người có nhiều hình xăm nhất trên trái đất. Lucky Diamond Rick bắt đầu xăm hình từ năm 16 tuổi và kể từ đó, anh xăm kín toàn bộ cơ thể, bao gồm cả miệng và thậm chí cả bên trong tai. Hình xăm của anh ấy là sự kết hợp của nhiều phong cách và thiết kế khác nhau, bao gồm chân dung, hoa văn bộ lạc và hình dạng hình học. Anh ấy cũng đã xăm cơ thể của chính mình, bổ sung vào bộ sưu tập vốn đã phong phú Ngoài việc là một người có nhiều hình xăm, Lucky Diamond Rick còn là một nghệ sĩ trình diễn và những hình xăm của anh ấy đóng một vai trò quan trọng trong các buổi biểu diễn của anh ấy. Anh ấy đã biểu diễn khắp thế giới, bao gồm cả ở Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời hợp tác với nhiều nghệ sĩ và nhạc sĩ khác nhau để tạo ra những buổi biểu diễn độc đáo và hấp dẫn. Nghệ thuật cơ thể phong phú của Lucky Diamond Rick đã mang lại cho anh ấy rất nhiều sự chú ý và nổi tiếng, và anh ấy đã xuất hiện trong nhiều bộ phim tài liệu và chương trình truyền hình.